chỗ thờ phụng các cụ cũng nên cho trang hoàng đẹp đẽ tố hảo, không cần phải quá tốn kém tiền của, nhưng mà lúc nào cũng phải sạch sẽ, thanh bông hoa quả. Vì là trường họ thì thanh bông hoa quả thì lúc nào cũng phải tươm tất. Ví dụ là không có điều kiện để mua hoa đẹp thì mua cái hoa bình thường cũng được, có gì đâu. Không có hoa mà tươi cũng được suốt quanh năm ngày tháng thì làm cái lọ hoa khô lên trên đấy cũng được. Mùng một ngày rằm hoặc là ngày giỗ ngày Tết thì cũng hoa tươi, còn không thì cứ có cái lọ hoa khô lên để đó, để mình nhìn vào bông hoa mỗi ngày, mình thắp nén hương thay chén nước tụng biến kinh cho các cụ. Nhìn thấy cái đóa hoa tươi ấy, thì trên miệng chúng ta cũng nở một nụ cười với các cụ tổ tiên nội ngoại, ông bà ông vải gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, đem cái tâm thanh tịnh vui tươi ấy để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ thì công đức vô lượng vậy. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái trên ban thờ thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, đừng có để cho nó mạng nhện là răng đầy, đừng có để cho bụi bặm răng đầy ở trên đó, mà phải sạch sẽ. Ngày nào cũng phải, ít nhất ngày nào cũng phải thay được 3 chén nước, thắp được sáng một tuần hương, tối một tuần hương. Hương cũng không cần phải thắp nhiều, chỉ cần 1 đến 3 nén là cùng. Nếu có 3 nén hương thì thắp mỗi bát một nén, 4 hoặc 5 bát hương trên ban thờ thì mỗi bát một nén cũng được. Hoặc bằng không chỉ cần thắp một hương vòng là cũng được rồi. Và nếu mà nhà nó chật đến khi tất cả nó dù thờ 4, 5 bát hương đấy, 3 bát hương đấy, nhưng chỉ cần một nén và giữ cũng được, nếu nhà nó bí. Thì với cái hương bây giờ thì khói hương nó cũng không được an toàn như ngày xưa nữa. Bây giờ họ hay cho cái nước hoa và những số hóa chất. Vì vậy mà trong gia đình mà nó phòng thờ nó chật, nó bé thì thắp càng ít hương càng tốt. Nhưng cũng vẫn nên thắp, ít nhất cũng nên một nén trong một lần lên lễ đó, thay nước vào buổi sáng. Có thời gian để tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn hoặc là niệm Phật cũng được. Các cụ, các Phật tử mà không biết đọc chữ thì chúng ta lên chúng lễ Phật cũng được. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật là lễ xuống một lễ. Lễ bao giờ thấy 10, 15, 23 phút thấy toát mồ hôi mệt mệt rồi thì nghỉ. Có thời gian thì lễ nhiều, không có thời gian thì 5-10 phút cũng được. Công đức ấy cũng rất là lớn rồi vậy. Đem cái công đức ấy để sám hối nghiệp trước và hồi hướng cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại ấy, thì tôi nghĩ rằng nghiệp xấu đến đâu cũng dần dần sớm được tiêu trừ. Giống như gia đình nhà mình có nợ nhiều đến đâu mà mình chịu khó làm ăn, mình cứ giả tích có mình trả dần ấy, thì có nợ có hết không? Cũng hết. Nhiều đến đâu rồi cũng sẽ hết. Đời bố giả chưa xong thì đời con giả chưa xong thì cháu giả, mãi cũng sẽ hết. Nếu chúng ta không giả, lấy mẹ để lấy con cứ mãi ra nó còn ở đấy. Đi đâu chúng ta cũng mang tiếng là cái người mắc nợ. Nếu chúng ta chịu khó chăm chỉ, làm lụng, nhon nhát, chúng ta giả dần đi, dần dần nợ sẽ hết. Cho nên ở đây ý thầy nói phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, đặc biệt là sáng tối ngày hai thời, được ngày hai thời để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ, thay 3 chén nước hoặc 5 chén nước gì đó vân vân, thanh bông hoa quả lại có đồ tươi cũng luôn luôn liên ban được, cứ héo thì lại thay là tốt nhất, không thì lọ hoa nhựa và mua cho cái hộp bánh Danisa hay bánh hộp sắt có thể để cúng được cả 2-3 tháng luôn, hết hạn thì mới thay. Có khi là nửa năm luôn cũng không sao. Thành tâm như thế để chúng ta dựa vào đó để hồi hướng. Còn thì những ngày giỗ ngày Tết thì đương nhiên rồi, ngày thường thì không có điều kiện. Mà bây giờ thầy nghĩ rằng chắc ngồi đây chẳng đến nỗi gia đình nào mà nghèo đến nỗi mà một tháng không mua được cái cân hoa quả hay là cái gì để cúng các cụ. Tôi nghĩ là chắc không đến nỗi thế nữa. Nếu mà có điều kiện thì không được thi bo kẹt xỉ nhé. Nếu có điều kiện, nhà đầy tiền gửi tiết kiệm đầy mà 3 tháng mới thay quả một lần, mới thay bánh kẹo trên ban thờ một lần. Nghe thầy nói như thế bảo là thế thì cũng thế cũng được. Bây giờ tiền cứ khoảng độ 5 ngày thay một cái đàn lễ mất 200-300 nghìn, tiết sót cả ruột.
Trong khi đó thì gửi tiết kiệm có đến vài tỷ, thậm chí là có nhiều hơn thế, đúng không? Như thế là ki bo, như thế là kẹt sĩ, như thế là đối với các cụ tổ tiên, những người sinh ra ông bà cha mẹ mình và mình còn ki bo kẹt sĩ không dám dâng cúng, thì chúng ta chả phải là con người nữa. Mà chả phải là con người thì là con gì? Con tinh tinh. Con tinh tinh đội lốt người, được thân đội thân người, được thân người. Chỉ nghĩ đến gì? Đến bản thân. Chỉ nghĩ đến tiền của, mà ki bo kẹt sĩ cũng được. Đối với ông bà tổ tiên của chúng ta phải đối với mình, với bố mẹ của chúng ta, thậm chí còn phải hơn nữa. Không có ông bà tổ tiên làm gì có bố mẹ. Mà không có bố mẹ làm gì có chúng ta. Không có chúng ta thì làm gì có cái sổ tiết kiệm đấy. Đúng không? Đấy, đây không thể nói là không phải nói cho nó giải thích, cho nó rõ là không có lại bảo. Ôi thầy bảo là chỉ cần bông lọ hoa nhựa với lại hộp Danisa để 3 tháng, 6 tháng trên ban thờ cũng được. Đây là thầy nói cho những người, những gia đình, những người thì không có điều kiện kinh tế nhiều thì mới phải cúng hoa nhựa, cúng một cái oản đường có thể cúng cả tháng. Hoặc là cúng một lọ, một hộp bánh Danisa là hộp bánh có lọ sắt đó, hộp sắt đó, để được mấy tháng. Nên chúng ta có điều kiện thì nên thanh bông hoa quả tươi, thay luôn luôn. À, nó thì các cụ anh sẽ bảo cúng là gì? Hương hoa oản quả, thanh bông hoa quả. Đấy, nên thay được luôn là cái tốt nhất. Thể hiện cả gì? Cả tâm lẫn gì lẫn tài. Thể hiện cả gì? Cả hình thức lẫn gì? Lẫn tinh thần. Hình thức là chúng ta cứ hoa héo lại thay, quả héo lại thay. Đấy là hình thức. Đấy là vật chất. Còn tinh thần thì bằng cái tâm thành chúng ta phải xuất phát là không keo kiệt, không ki bo, không củ xín. Mà đấy, nó phải thể hiện như thế. Cho nên tôi đến gia đình nhà nào mà tôi chỉ cần liếc qua cái ban thờ, tôi biết ngay cái trường hợp này, gia đình này, con người này, đặc biệt là gì ạ? À, người phụ nữ ở trong nhà. Tức cái phần này là thường là người phụ nữ là phải chiếm đến 70-80%. Đàn ông ấy thường thường ít người mà chăm chỉ cái việc ở nhà này lắm. Có thể làm việc xã hội rất giỏi, nhưng cái việc gia đình ấy, cái này thường là gì? Người phụ nữ. Đến tôi liếc qua tôi biết ngay người phụ nữ Phật tử này có phải là người phụ nữ đảm đang hay không? Biết ngay. Nhìn ban thờ tôi biết ngay. Nhìn cái bàn uống nước tôi biết ngay. Chúng ta đến gia đình nào mà cái người phụ nữ đảm đang, gia đình ngăn nắp, nhìn ban thờ của họ sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn cái bàn uống nước, cái chén uống nước ấy, sạch bóng, gọn gàng. Phòng khách, phòng khứa nhìn lại gọn gàng. Biết ngay, cái này là cái người đích thực là cái người phụ nữ thần tạo đảm đang của Việt Nam chúng ta. Đích thực mới là cái người, chính là cái người. Mà những cái người này thì thường thì gia đình nào mà đối với ở trên ban thờ, phòng khách, phòng xá mà cho dù không cần phải là to lắm, thì ở chung cư 40-50 mét vuông thôi, nhưng vào nhà họ nhìn thấy gọn gàng, ngăn nắp đâu ở đấy. Cuộc sống gia đình họ khác. Đến gia đình nhà nào có một cái nhà cao 4-5 tầng như lên trên ban thờ, nhìn mặt nhìn đang đẩy biết nhà này không có hạnh phúc, không cha hạnh phúc, y là kỳ lạ. Vì sao đối với tổ tiên nhà mình, thần linh ông bà ông phải nhà mình mà mình còn chẳng sạch sẽ được thì ai có thể ra chỉ độ cho? Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải nhiều linh tâm cho thầy cái vấn đề đó. Các cụ ngày xưa nói có thờ có thiên, có thiên có thành ở cái chỗ này đấy, có thờ có thiên, có thiên có thành chính là chỗ này. Và các cụ nói thờ thì dễ, dư lễ thì khó. Đấy, quan trọng cái hàng ngày chúng ta tảo tần, chúng ta chăm sóc, chúng ta quan tâm tới cái việc thờ phụng cho nó tốt, đúng là chúng ta thì hướng đến cái truyền thống và văn hóa vốn nước thế nguồn của dân tộc, không chỉ ta mà còn thì dạy bảo cho con cháu chúng ta từ khi còn nhỏ nó biết lên, nó đối trước nó ban thờ thần linh gia tiên, nó vái vái thì nó vái một cái trước khi nó thì nó đi học đấy. Làm được như thế chính là gì? Hướng cho con cháu chúng ta về một cái truyền thống tốt đẹp. Nên như vậy các bạn.
toàn Phật tử này không nên đi tìm cái vấn đề chết nữa. Đấy, thì khuyên như vậy. Phật tử nào cũng có cái thắc mắc nó tương tự như vậy thì liên hệ có câu hỏi này, chúng ta cũng nên làm như thế. Và tất cả những cái gì sau này của Phật tử này thì nghĩ là câu hỏi còn chút xíu nữa, nhưng mà cũng không cần phải đọc, giải quyết được vấn đề. Chuyển sang một câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đạo tràng sinh hoạt tại chùa thầy. Hôm nay đủ duyên lành thầy cho Phật tử chúng con những lời pháp nhũ. Con có một lỗi nho nhỏ bạch thầy, xin thầy hoan hỉ cho con được biết. Lỗi như nho nhỏ thôi, không biết có nhỏ hay không, hay là to đùng gần quả đất. Đọc xem nhé. Chúng con đi tụng kinh cho nhà Phật tử mẹ mới mất, nhưng không có bát hương Phật mà thắp hương ở ban thờ thần đài. Nhưng trên tường có treo tranh của Phật Địa Tạng và tranh Tam Thế. Chúng con có tranh luận việc này vì thần tài không có trong Phật Pháp. Con xin thầy giải đáp cho con được biết. Xin con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tụng kinh Địa Tạng, các vị thấy không? Quỷ vương, rất nhiều các loại quỷ vương là Bồ Tát Thế hóa sinh, có đúng không? Chủ mệnh quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ tài quỷ vương. Nào, chủ tài quỷ vương đây chính là cái tên gọi của gì ạ? Ở ngoài đời thì các bạn là thần gì? Thần tài. Đó là cái gì? Đấy, học Phật chúng ta cố chấp. Các ngài thì hiện ra nhiều hình tướng, mà mỗi hình tướng thì lại có tên gọi gì khác nhau. Đấy, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng á, sau khi ngài nhập diệt ở thế giới này, ngài phát nguyện sinh sang thế giới khác, ngài thành Phật lại có tên hiệu gì hiệu khác, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni nữa đâu, lại có một tên hiệu khác. Rồi trong phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài cũng phát nguyện là gì ạ? Ngài nguyện là gì? Vì muốn độ khắp tất cả chúng sinh, cho nên ngài nguyện cũng thọ thì vô lượng vô biên các thân hình khác nhau. Chúng sinh cần ở cõi trời thì ngài hiện lên thì chúng chư thiên cõi trời. Chúng sinh ở cần cõi người thì ngài hiện làm gì? Vào cõi người. Chúng sinh cần vào thậm chí cõi quỷ thần súc sinh Atula, ngài hiện vào cõi quỷ thần súc sinh Atula. Nhân đến chúng sinh ở trong địa ngục khổ cầu đến ngài, ngài hiện vào thì làm thân hình ở trong địa ngục khổ để cứu độ chúng sinh. Cho nên thân hình của chư Phật Bồ Tát, các vị thánh tăng, rồi các vị thần linh thiện thần ở trong tam giới này, các ngài không có thể hiện một cái thân hình nhất định nào đó đâu. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng chúng ta học, chúng ta mới thấy là các vị chủ, thần chủ thì có cái vị là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương, chủ họa quỷ vương, thậm chí là có cái chủ họa quỷ vương. Chủ họa quỷ vương tức là giống như là cái người mà ở thế gian chúng ta nói này, mình nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, những cái vị thần đó đem đến cái sự tai bay vạ gió để cho chúng ta biết rằng là gì, cuộc đời là vô thường đấy, không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, không phải là lúc nào cũng gì cũng tốt tươi, giống như gì công an ở thế gian chúng ta, công an nhiệm vụ gọi là để bảo vệ an ninh trật tự đúng không? Nhưng công an việc chính của họ là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống cho người dân, và họ đảm bảo cái gì ạ? Đảm bảo cho bảo vệ cho những người làm quan chức nhà nước đúng không? Chúng ta thấy những người quan chức nhà nước đi đâu khi mà còn đương chức đương quyền đó thì đi đâu hay có gì ạ? Quan chức càng to thì được công an bảo vệ càng lắm đúng không?
Nhưng khi cái ông quan chức đó do tham ô, do đánh mất cái gì? Cái ý chí cách mạng, cái lý trí cách mạng và cái lòng trung thành với nước, với dân, tham ô hối lộ, khi đó bị phát giác, thì chính những người nào đi bắt? Ai bắt? Công an đi bắt. Đúng không? Công an đi bắt. Không phải là chúng ta người dân đi bắt đâu, mà công an đi bắt. Những người bảo vệ chế độ, khi người đó thì làm đúng. Bảo vệ những người lãnh đạo, khi người đó làm đúng. Những người bảo vệ chế độ đi bắt những người gì? Lãnh đạo làm sai. Thì để cảnh báo cho gì? Cảnh báo cho rằng pháp luật là gì? Là bình đẳng đối với tất cả những công dân Việt Nam chúng ta, cho dù người đó là gì? Là cán bộ cấp cao, cho đến những người dân thường, ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau. Vậy thì nhân quả, thiện ác báo ứng ở trong tam giới cũng như thế. Phải có những con người, có những vị Bồ Tát, những vị thần linh, thì hiện ra những cái vị gọi là ác thần, hung thần, như là chủ họa quỷ vương như thế, để làm gì? Những người làm ác thì phải đến gì ạ? Dạy cho nó một bài học, để cho những người làm mà muốn, đang và sẽ muốn làm ác khác nhìn thấy thì cái tấm gương ấy, đấy làm ác đấy. Ví dụ như tham ô hối lộ thì bị gì ạ? Bị bắt, bị đi tù, bị khởi tố đấy, đi tù đấy. Mình không thể như thế được. Thế là gì? Họ không dám. Và những người bất tín nhân quả, bán hóa tam bảo, làm những việc ác tày trời ở thế gian, họ thấy là những người cái hàng xóm láng giềng làm việc ác cho nên á, bị quỷ vương nó bắt đi rồi, vân vân, cho nên sợ quá thì không dám làm ác nữa. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nặng nề vào gọi là đấy, Phật tử hỏi là đấy, đi mấy Phật tử đi tụng kinh, đi chợ niệm, đến nhà người ta thấy không có bát hương thờ Phật, không có ban thờ Phật, nhưng trong đó có ảnh Bồ Tát Địa Tạng và có tranh Tây Phương Tam Thánh thờ treo trên tường, chỉ có bát hương thần tài thôi và cắm hương vào đó không được, rồi cãi nhau. Không nên như thế. Có bát hương thần tài nữa là tốt lắm rồi, thậm chí họ chả có cái bát hương gì trong nhà, mình lấy cái cốc này để cho gạo và cắm ở trên đó để gì, để lễ tụng kinh cho được mà. Các vị, pháp là thân chư Phật biến mãn thập phương, chúng ta nhớ là chư Phật có ba thân, một là pháp thân, cái này là biến khắp mà mười phương, đâu đâu cũng có, đâu cũng có. Cho nên chúng ta thì đỉnh lễ chư Phật ở khắp mười phương là như thế, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương đều có Phật hết, đều coi. Và chúng ta nói thì Phật ở trong tâm, vậy thì tâm, trong tâm chúng ta có Phật, ngoài thân chúng ta có Phật, đâu đâu có Phật. Đấy là gì? Chỉ cho tự tính thanh tịnh pháp thân của Phật với pháp thân của chúng ta thì là bình đẳng như nhau, không hai không khác. Đấy là chỉ cho pháp thân. Thứ hai là gì? Là báo thân. Tức là báo thân đây chỉ cho gì? Đức Phật Thích Ca chúng ta là báo thân, nó tỷ lô giá na Phật đó. Và một thân nữa là gì? Là ứng thân. Ứng thân hay gọi là ứng hóa thân. Ví dụ thân Đức Phật Thích Ca thì hiện cách đây trên 2500 năm ở tại sinh, đản sinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, và thành đạo ở tại cây Bồ Đề, nhập Niết Bàn ở tại đường Sa La Sông Thọ ấy. Đây là gì? Là ứng hóa thân. Các ngài vì chúng sinh, thấy chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này đầy đủ nhân duyên hóa độ, cho nên các ngài thì hiện có nhập thai, có trụ thai, có xuất thai, có xuất ra, có gì, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân, và có gì, có nhập Niết Bàn. Đó là tám tướng thành đạo. Ngài thì hiện tám tướng thành đạo để phổ độ chúng sinh, thì cái đó gọi là ứng hóa thân Phật. Còn cái báo thân Phật đó, Đức Phật Thích Ca chúng ta chính ở trong kinh Phạm Võng. Các vị mà thọ Bồ Tát giới mà hay tụng kinh Phạm Võng thì đấy, cái thân đấy mới cái thân thứ hai của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thân đấy thì thành Phật đã từ vô thủy kiếp rồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Cũng nói là đó chính là cái thân gì? Cái thân Phật gọi là Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về cái thân. Ngài thành Phật đã từ rất lâu, vô lượng vô biên kiếp, chứ không phải là mới chỉ có cách đây trên 2000 năm. Rồi còn một cái thân nữa, đó là pháp thân đấy, thì vô thủy vô lai.
trước cái như nào sau vẫn thế. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, giống như trong bài khai thị của Trung Phong Tam Tự Hỷ Niệm của ngài Trung Phong Quốc Sư cổ Phật vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đúng là Phật tử nói rằng có một cái gì, một cái lỗi nhỏ nhỏ với nhau thôi, thấy rằng nếu chấp thì nó lại thành lớn đấy. Nếu chấp cứ cãi nhau mà có khi từ cái chỗ chấp đó mà cãi nhau mà từ mặt nhau, trái chịu nhau, trừ ai cũng nghĩ là mình đúng. Người thì bảo là bắt hương mình đi chợ niệm hay là đi chợ riêng chợ đám thì phải có ban Phật, có bát hương ra thờ Phật mình mới tụng kinh mới lễ, còn không có thì mình không lễ. Vậy thì hàng ngày chúng ta đọc thì ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương là cái gì? Xin lỗi các vị, ví dụ các vị hướng lên ban Phật, các vị Phật ở ban Phật ở hướng Tây chẳng hạn, các vị lễ được có của hướng Tây, còn chín hướng còn lại các vị có lễ được đâu, đúng không? Các vị quay về ban Phật hướng Tây thì các vị chổng mông hướng Đông mà. Thôi nói thật như thế, đâu có lễ được mười phương đâu, đúng không? Quay lưng về hướng Đông, quay mặt hướng Tây thì các vị đang quay lưng về hướng Đông. Vậy thì các quý vị lễ được mười phương đâu, lễ được có một phương, chín phương còn lại đâu? Ở đây ấy, cái đấy nó chỉ là biểu pháp mà thôi. Cái tâm chúng ta là biến mãn thập phương, thân chúng ta là biểu pháp lễ một phương, nhưng thực tế thì thực tế là chúng ta, tâm chúng ta thì phải hướng đến mười phương mà hành lễ. Thì cho nên ở đây chúng ta khi mà quán xét được như thế, tu tập là được như vậy thì không có vướng vào là gì, đây là phải là ban thờ Phật, phải là bát hương thờ Phật. Còn là bát hương thần linh, ban nó thờ thần linh chúng ta không, ban thờ thần tài không, như vậy là chấp được, chấp pháp rồi. Đấy là chấp pháp. Mà chấp pháp đấy thì nặng nề lắm. Bên thì cãi nhau, tôi thì không lễ. Bên thì cãi nhau là nên lễ. Cuối cùng thì hai bên cãi nhau dần dần là có khi là to tiếng với nhau, từ mặt nhau. Từ một cái chuyện nó chả đâu vào đâu ấy. Cho nên chúng ta là điều quan trọng. Tôi mới nói là nếu cho là nhỏ thì nó là nhỏ. Nếu chỉ tranh luận với nhau một tí xong là thôi thì nó là nhỏ. Còn cứ tranh luận để ý nhau và cãi nhau suốt ngày, thậm chí từ mặt nhau thì đó là thành đi. Thành nhà to rồi. Đấy thì thôi, cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta hay đi đổ đám, đi gieo duyên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta phải tùy duyên. Đến nhà nào có ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên là để cho chúng ta lễ thì là tốt nhất. Mà không có thì có ban thờ thần tài thì chúng ta thắp hương và chúng ta bày một cái bàn ra chúng ta lễ được, không ảnh hưởng. Mà thậm chí đến có gia đình đi chờ niệm mà không cho đăng ảnh Phật ra, tượng Phật ra cũng không sao. Có thì tốt, không có thì trong tâm ta có Phật, trong miệng ta có Phật, trong môi ta có Phật, trong lưỡi ta có Phật, trong tâm ta có Phật. Điều đó quan trọng nhất. Chúng ta lấy cái tâm thành để hồi hướng cho họ. Có biểu pháp được là tốt nhất, lý sự viên dung thì không nói gì. Nhưng có trường hợp gia đình nó có chướng, gia đình nó có chướng, nghiệp duyên của gia đình họ, thế nào không cho răng tượng, răng ảnh Phật ra để trợ niệm, để tụng kinh, chúng ta tụng vò cũng được, chả sao, tụng không được. Ở bên cạnh cái người bạn đang nằm ốm hay là đồng tu đang nằm ốm, chúng ta khai thị cho và niệm Phật cho họ được 10 câu Phật hiệu giác ngộ vào tai họ trước khi họ chết đó. Họ nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, các vị biết gì, công đức cũng lớn lắm. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói người niệm Phật sẽ được Phật độ, cho dù được trước hay được sau thôi. Hòa Thượng nói chắc chắn người đó sẽ được Phật độ. Người chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật thôi, trước sau người đó cũng sẽ được Phật độ, sẽ được vãng sinh Tây Phương. Nhưng trước hay sau, cho nên chúng ta đi gieo duyên cho các Phật tử, hoặc là đi chợ niệm, đi tụng kinh cho người đã mất. Người đã mất đó cũng được, các vị cũng có công đức, cũng có phúc báo. Vì thân của họ tuy đã mất, nhưng thần thức của họ thì chưa chắc đã thoát khỏi chỗ đó ngay. Có trường hợp 7 ngày hoặc là 49 ngày họ mới phải đi thoát khóa đầu thai.
Cho nên thần thức của họ nếu mà còn ở đó thì lúc đó chúng ta dễ giác ngộ nhất. Tôi lấy một cái ví dụ. Có một gia đình Phật tử nào đang khỏe mạnh, đang bình an, ăn nên làm ra, chúng ta đến rủ họ đi chùa khó lắm nha. Nói thật đấy, rủ họ đi chùa khó lắm các Phật tử ạ. Chứ đừng nói là đã rủ họ tụng kinh, rủ họ niệm Phật, rủ họ đi bố thí cúng dường, đi làm từ thiện, nó vẫn khó lắm. Rủ họ cái gì họ bảo ôi trên đây bận lắm, thì chứ có bận chưa? Không bận, họ bảo em bận, họ tôi bận lắm. Nhưng gia đình của họ không may có một người đang ốm đau, đang đi viện, đấy, thuốc thang bác sĩ chữa mãi không khỏi đấy, có khi chả cần ta phải rủ họ, họ tìm đến để làm quen với mình. Mặc dù có khi trước đây họ nói là gì, ôi mấy cái bà suốt ngày đi chùa đi thiền, suốt ngày cứ lâm dâm A-di-đà Phật, mê tín dị đoan. Đấy, thật đấy mà. Thế này thôi, bà Liên tổ trưởng này, này có nhiều trường hợp đấy rồi đúng không? Hàng xóm ngày xưa tụng kinh đi nói xấu đạo tràng chả ra cái gì, nhưng khi có người nằm ốm một cái thì tự đi đến gần gũi để mời đến tụng kinh địa tạng cho đấy. Có vài trường hợp kể với thầy đấy, nằm liệt giường liệt chiếu đấy, đau đớn kêu oai oái ra, cuối cùng thì đến tụng kinh địa tạng cái buổi sáng buổi trưa một cái thì hết đau ngay. Tuy nhiên cái bệnh ung thư thì mấy ngày sau thì cũng ra đi, nhưng ra đi tỉnh táo đúng không? Trước khi ra đi còn chào vợ con, dặn dò con cái, di chúc cho mọi người và niệm Phật ra đi. Thế mà trước đây khỏe thì gặp đâu cũng bĩu môi, gặp đâu cũng nói xấu. Đấy, những cái khi họ ốm đau, cần tử nghiệp nó đến, lúc đó thì dễ để giác ngộ cho họ. Cho nên là chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Khi mà gia đình người ta có cầu mình đến để giao duyên mình có thời gian, giao duyên được các Phật tử cứ đi, đi giao duyên cho họ. Nhưng chúng ta nhớ là nhé, giao duyên chứ không được đi đến nhận tiền nhé. Đấy, đi đến và giao duyên cho họ mà xong rồi để nhận tiền thì thôi, thì coi như chúng ta đi cúng thuê khác chẳng thầy cúng đâu, đúng không? Đấy, các sư nhà thầy đấy, các thầy không cho nhận tiền. Các sư đến cúng, cúng xong thì về, họ cúng tiền cũng không được nhận, cúng nhiều cúng ít bất cứ thế nào không được nhận. Đấy, nhiều năm nay rồi các sư nhà chùa Khai Nguyên chúng ta đi làm lễ cho rất nhiều các Phật tử, nhưng thầy không cho nhận tiền. Cho dù cũng nhiều cả tỷ cũng không nhận, cũng trăm nghìn vài chục nghìn cũng không nhận, một đồng một cắc cũng không nhận. Còn họ đến chùa họ cũng gà, họ thấy thầy xây dựng làm các việc Phật, họ phát tâm họ cúng thì họ đến Tam Bảo cúng, cúng bao nhiêu đấy là việc của họ, cúng bao nhiêu cũng nhận. Nhưng là đi cúng rồi lại không nhận. Vì sao? Vì thầy ngày xưa thầy còn đang đi học thì kể rồi đúng không? Đang đi học và xong về trong làng Vân Hòa, vừa về cái chùa Khai Nguyên năm 23, đi vào đó nhận lời đi cúng cho một cái gia đình và ông cụ 89 tuổi, bà cụ thì tám mấy, con cái bảo là đi làm hết trong Nam, và gia đình là có cái tâm là muốn phát tâm thờ Phật nhưng mà nhà nghèo, cho nên là đi thỉnh mấy sư ở Sơn Tây và Ba Vì, không ai nhận lời đến làm lễ ăn vị tượng cho cụ. Thế mình vừa nhận cái chùa đó chân ướt chân ráo thì vừa được vài tháng, nghe một bà cụ ở làng đó đi làm dâu ở Thá Sơn Đông, đi làm dâu ở trong Vân Hòa về nói với mình. Thế mình nghĩ cũng thương, thế bảo là thỉnh mấy cụ mấy thầy ở Sơn Tây Ba Vì rồi các cụ vào nhà nghèo cũng đi. Thế mình thương mình cũng đi, thì bảo là đi hẹn ngày hôm đấy đi, nhưng không ngờ là có cái việc đi họp đột xuất mà mình chẳng có số điện thoại mà gọi cho người ta nữa. Thế là dặn bà Tuyết ở nhà, và thôi ở nhà bảo người ta buổi chiều, buổi sáng thì thầy lại bận đi họp đột xuất ở trên chùa Mía, ngày đấy họp ban trị sự đột xuất. Thế là chiều sáng người ta ra đón không được, cái chiều người ta ra. Thế chiều thì 1 giờ người ta ra rồi, mình về ăn cơm xong chưa kịp nghỉ ngơi, ăn xong một cái là lên xe ôm người ta đi luôn. Ngày đấy có ô tô đâu, đi xe ôm, năm 2003 mới để được. Đi xe ôm vào thấy rằng người ta đông đúc, phải đến 3-4-50 người đầy trong đó. Vào thấy lễ thì, vào mới lễ thì người ta im không có gì cả, vui vẻ lắm. Tất cả cả nhà đón thầy đứng hai bên để chào, hỏi chào hỏi và lễ ngon lành. Lễ xong khoảng độ tầm 4 giờ, lễ hô thần mình nghĩ là thôi, cũng nghĩ rằng gia đình người ta thành tâm, họ hàng, chắc là hàng họ hàng làng xóm láng giềng thương hai ông bà già, không có con cháu ở nhà cho nên họ hàng làng xóm láng giềng mới kéo đến để cho đông vui cửa vui nhà, cứ nghĩ như thế.
Thế là lễ xong khoảng độ 4 giờ bắt đầu một cái anh con trai nhà ông ấy nó ra nó chửi mày thế này thế nọ, mày thế kia, mày là đồ lừa đảo, mày nhận tiền bố tao mà mày không làm tròn trách nhiệm. Mình thì lúc đó tròn mắt chưa a mồm chưa o, chả hiểu cái gì cả. Thế là hỏi bà cụ, cái chú này ở đâu đấy? Cái bà cụ mà ra đón này hôm trước ấy, ra thỉnh này ấy, bà cụ bảo đây là con trai của ông chủ, ông cụ ở đây. Thế thầy mới hỏi là sao bảo con ông cụ đi làm ăn trong miền Nam ấy, mới về à? Thế bảo không thầy ạ, nhà anh ở ngay trước cửa. Thế là thầy nói sao hôm trước cụ nói với thôi là con cái đi vắng hết mà đi làm xa hết mà không có ai. Bảo là con ra thỉnh, sợ thầy không đi cho nên con phải nói dối. Thế là hỏi ra thì ba anh con trai đều ở trong khu đất đấy hết, 4-5 cô con gái cũng ở trong hết cái khu đấy hết. Hóa ra 4-50 người đó toàn là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, mấy bà hàng xóm. Sáng hôm đấy là thịt con chó ăn, nó làm cố nó ăn với nhau. Đau tôi thì không chuyện 100%. Nó thịt con chó. Các vị nghĩ xem, làm lễ hô thần nhập tượng mà thịt chó. Đoán sư vào để làm lễ hô thần nhập tượng, nó thịt con chó nó ăn. Chuyện có thật 100% ở cái làng Vân Hòa. Yên Bài chứ, làng Yên Bài, xã Vân Hòa, làng Yên Bài, ở cái thôn Bầu, ở cái thôn gì đó tôi không. Đấy, đây là lịch sử ngày xưa là tôi đi cúng mà tôi xong rồi tôi mới bảo, mình nghĩ trong bụng là cũng không biết đồng tiền người ta nhiều hay ít, cái lễ người ta như thế nào. Kệ cho người ta chửi, thì mình biết là nghiệp rồi, đây là nghiệp rồi, oan gia ngõ hẹp rồi, cho nên ngồi yên, cứ A Di Đà Phật. Thôi nhà chùa thì sáng bận đi họp, các bác, các chú, các cụ cho nhà chùa xin lỗi. Chúng ta thấy không? Đi làm phúc mà phải tội đấy. Không làm phúc phải tội đấy. Đây làm phúc phải tội. Các cụ nói là làm phúc có lúc phải tội. Tôi ở vào trường hợp đấy. Người ta ra người ta nói là đi mời mấy sư rồi, mời cả cụ, xin lỗi các vị, người ta còn mời cả cụ trưởng ban Phật giáo thị xã Sơn Tây, cụ Cẩn ở Chùa Mía. Các cụ không đi, cụ bảo cụ già cũng không đi. Mời thầy Thanh thì thầy Thanh ấy, thầy vào thầy bận thì không đi. Lên cả huyện Ba Vì mời cả thầy Đàm An, ngày xưa thầy Đàm An trưởng ban thị sự và giáo huyện Ba Vì, rồi các thầy ở trên đấy, các thầy bỏ xa các thầy không đi, trong khi đó địa giới của huyện Ba Vì xuống nói với mình đi. Mình đi là mình thương, là nghĩ là gì, cụ 89 tuổi, cụ ông và 80 mấy tuổi, cụ bà con cháu đi xa hết mà có tâm thờ Phật, làm tượng Phật rồi mà không ai khai quang yên vị hộ thần cho mình, đi vào mình làm, nhận lời vào làm. Cũng may là đúng là trời Phật cũng run rủi. Sáng hôm đấy mà mình vào sớm mà nhìn thấy cái cảnh người ta giết con chó làm thịt cả nhà ngồi ăn trong cái ngày làm lễ hô thần nhập tượng như thế, chắc rằng cái tâm của tôi thì nó không còn một chút gì cái niềm tin khi làm lễ cho người ta nữa, mà chắc là tôi cưỡi xe ôm tôi về luôn. Thì vào cũng lại rời lại Phật, cũng trời xui đất khiến làm sao. Lúc đi vào người ta ăn sạch hết rồi, chả còn cái gì nữa. Không, tôi nói thật mà. Và người ta ăn rồi, ta vào 1 giờ, 1 rưỡi đi vào tới nơi thì 2 giờ. Thì người ta ăn xong rồi dọn dẹp, tưng bừng với nhau hết rồi. Vào vẫn đón hết. Đúng như là sắp xếp người ta. Đây cũng có thể là một cái gì, Phật Bồ Tát thử tôi và cho tôi đi sang một ngã rẽ khác. Vì ngày xưa tôi vẫn hay đi cúng đi bái và người ta lễ tạ, đồng ra đồng vào thì vẫn gì vẫn nhận. Thì cứ đi cúng sang người ta 500, 1 triệu hay là 200, 100 nghìn gì đấy. Cho vào cái túi lọc thì mang ra biếu một cái là và người cảm ơn các bác phải nhận luôn. Chùa nghèo cảnh khó, Phật tử có đâu các quý vị, có đâu. Tôi về cái chùa Khai Nguyên nhận chùa trong túi có 200-300 nghìn. Xây cái nhà hết đâu hơn 20 nghìn đấy. Cái tổ bà Hương ngày xưa, bà Hương tổ trưởng, và ấy bây giờ ngày xưa là tổ phó thôi, bây giờ lên tổ trưởng, đi lên cả đoàn đi lên cũng được 2-3 triệu cái ngày động thổ. Xong rồi mới mua được mấy tấn vôi. Mua vôi còn phải mua nợ. Họ chở vôi vào rồi họ không chút vôi xuống lò cho để tôi. Họ bảo phải trả tiền. Trả tiền để mới chút vôi xuống. Họ bảo sợ nhà chùa không có tiền trả mấy tấn vôi. Mà trong khi đó tấn vôi rồi có 500 nghìn thôi. Lấy 3 tấn vôi 1,5 triệu. Để xây cái nhà cho bà Tuyết đang ở bây giờ ấy. Xây nhà đấy. Tấn rưỡi vôi. Mất 1,5 triệu. Không có vôi không tiền là nhất định là không. Mình chỉ có 300 nghìn, hơn 300 nghìn ở trong túi thôi. Lại đang ở tận cái quán xứ rồi. Bảo các cụ chở vôi xuống
thì mấy hôm nữa về trả tiền nhưng mà người ta không chịu. Xong rồi thì các cụ về điện cho thầy thì bảo là phải viết cái giấy bảo lãnh, và nếu mà trong vòng 7 ngày sau mà không trả được cái nhà chùa phải đào vôi lên để mang nó tận nơi để trả họ. Các cụ phải viết cái giấy bảo lãnh, người xem nó nghèo. Cho nên thôi đi cúng thì thôi, người ta tạ đồng nào thì nhận đồng đấy. Giống ngày xưa đi, từ cái đợt đó về trước thì chúng tôi đi cúng họ cho đồng nào thì nhận đồng đấy, không từ chối một tí nào cả. Nhưng mà sau cái đợt mà đi cúng hô thần nhập tượng ấy là thôi không nhận cái gì nữa. Vì sao? Người ta chỉ thẳng mặt tôi, người ta bảo mày cái đồ gì, sư gì mày, mày cái đồ lừa đảo, mày nhận tiền ông bà tao mà mày như thế. Mày nhận lời đến cúng là cho cả nhà nhà tao chờ mày từ sáng đến giờ. Không mày tao luôn đấy, tôi nói 100%, tôi nói sai tôi bị tội. Về khẩu nghiệp tôi nói đúng luôn, mà say rượu mà. Nhưng mà say rượu làm sao mà khi mình vào cúng nó vẫn đứng ra nó chắp tay. Ai cúng xong rồi nó mới giở trò ma quái, thế mới kinh chứ lại. Không, đúng là gì, cái nhà này nó diễn giỏi thật. Nếu mà cho đi đóng phim Hollywood thì chắc nó được giải Oscar. Không, tôi nói thật mà. Đi đóng phim Hollywood chắc nó được giải Oscar. Ấy nó tức mình như thế mà này, nó vẫn đứng chắp tay. Hai bên nó chào hỏi mình như là một tín đồ sùng đạo vậy. Nhưng mà cúng xong cho nhà nó mới lộ cái bộ mặt quỷ ra. Mày tao chỉ tớ với sư thôi. Bảo mình lừa đảo nó thế này thế nọ thế kia, lừa bố nó. Mình lúc này thì chả biết là lễ người ta dâng ở nhà được bao nhiêu. Thì trước đó thì người ta dâng bao nhiêu mình vẫn nhận, không biết đâu. Thì, nhưng mà cái lễ của nó thì mình ra ở nhà họ, mình không biết là họ dâng bao nhiêu. Thì mình lúc đó cứ nghĩ rằng chắc họ cũng dâng khá ở chùa nhà mình rồi đây. Cho nên cũng không dám nói gì, chứ là thôi nhà chùa xin lỗi. Vì tôi có việc cái họp đột xuất, không có số điện của gia đình, không liên hệ được thì đặt bà vãi. Thôi vì gia đình hoan hỉ, các nhà chùa xin lỗi, lễ thì cũng đã làm xong rồi, sớ thì cũng đã viết, cũng đã đọc rồi, chứng hay không các ngài cũng gì cũng đã xong khoa lễ hết rồi. Tôi có nhà chùa có lỗi gì thì xin lỗi các cụ, xin lỗi các bác, các cô, các chú và toàn thể gia đình. Thế là xong, nó chửi chán rồi cái thì thôi, mà ông cụ ông ngồi vào, ông ấy nói, ông bảo tôi nói thật cho thầy, đây mới là con tôi chửi đấy. Tôi kiềm chế lắm rồi đấy, từ sáng tới giờ tôi kiềm chế lắm rồi. Đúng cái mình lúc đó thì chẳng kiềm chế cũng phải kiềm chế, mà nghĩ rằng là thôi cuộc đời ông sư nó ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh thế này. Các cụ ngày xưa nói đi làm dâu chăm họ mà, chứ không phải lúc nào cũng làm thầy đâu các vị nhá. Lúc này thì làm tớ mà không xứng đáng thì đừng nói là làm thầy, làm tớ không xứng đáng. Thế thôi thì mình cũng nghe người ta xỉ vả một chút nữa thì bảo người ta thôi thì bây giờ thì thôi nhà chùa xin lỗi, thời gian cũng muộn rồi, cho nhà chùa đi về. Thế nó bảo, cái thằng con trai nó bảo không có xe, đi tìm bắt xe đó mà về, tiền lấy rồi. Cúng thì không, thì cúng thì không đúng với giao hẹn, cho nên là đi bắt xe mà về. Khổ quá, tôi đi bộ ra thì mình mới làm nào, bắt xe gì ở trong cái thôn đấy, trong cái thôn làm gì có xe. Các vị ngày xưa đã có cái đường cao tốc từ Hòa Lạc nó đâm lên trên làng Văn Hóa và đâm lên Ba Vì đâu, chưa có. Nó có cái đường nhánh nhỏ thôi, làm gì có xe vào đấy, trong kia đã có cái gì đâu, năm 2003 mà chưa có gì cả. Tôi đi bộ ra, tôi khoác túi, tôi nhất định thôi rồi phải đi bộ về. Thế cái bà cụ hôm đó ra đón tôi ấy, cũng còn một chút cái lòng trắc ẩn, chạy theo tôi. Vì ở trong đấy bà cụ không dám nói gì nhá, chắc sợ người ta, không dám nói một câu gì, ngồi im thin thít. Mình lúc đấy cần một đồng minh nhưng mà chẳng có đồng minh nào cả. Thế mới đau chứ. Đúng các cụ bảo cái ngày xưa nói này, phù thịnh chứ ai phù suy, đúng không? Đấy, bà cụ ấy ra thỉnh mình mà lúc đấy cả nhà người ta chửi thầy mà bà cụ không nói một câu gì, cứ ngồi đấy. Mình thì liếc mắt để cầu cứu nhưng bà cụ vẫn ngồi yên tinh thít với cái ăn dầu tỏm tẻm. Đau lắm. Các vị phải tôi cái lúc đó thì các vị biết nó đau đến mức độ nào. Thế thôi đành là đi bộ ra về lững thững ra khỏi cửa nhà 200-300 mét ấy, thì thấy bà cụ ấy chạy giật gọi giật lại.
bảo thầy ơi, thầy chờ một tí để con đi gọi cái chú lái xe lúc nãy, nhà chú ở gần đây. Thế là mình nghĩ bụng đi bộ nhầm nó không phải 4-5 cây số, nếu mà đi bộ 4-5 cây số về đến nhà thì chắc là lúc đấy là khoảng được 4-5 giờ thì chắc nó phải tầm là 6-7 giờ đêm. Mà đi đường thì sẽ nó vắng, mình còn lạc biết đâu cái đường đâu. Ngày đấy mới lên đó được có mấy tháng mà đã biết đường đâu, đi trên cái đường Hồ Đồng Mô vào ấy, ngoằn ngoèo đấy có biết đâu, đi xe máy cái loằng ngoằn như đấy biết đâu đâu, không biết đường mà về. Thế thôi đành phải nghe bà cụ ấy, thì cụ ấy đi đứng đấy chờ khoảng là 10 phút cụ đi gọi cái chú lái xe này. Cái lái xe thì cái gì, cái xe 81 nó vừa đi bắt lợn về, không tôi nói thật, nó vừa đi bắt lợn về đấy. Trên cái xe của nó còn lành cái gì, cái giỏ lai cái bu bắt lợn đấy, lợn thì nó vừa cho xuống rồi nhưng nó đang định đi bắt chuyến nữa. Thì nghe bà cụ ấy sang gọi thì nó sẵn cả cái bu lên, nó vẫn còn trên xe nó sang. Ôi lúc này xong rồi ấy thì gặp tôi đấy, thì chú bảo thầy đợi tôi một tí. Thế là nó vào nó gửi cái bu lợn vào cái nhà gần đấy, gửi cái bu lợn rồi ấy, thì khổ, xe nó bắt lợn thì các vị biết con lợn thì nó sạch đâu, trên xe nó thì dính gì, dính phân lợn ở trên đó, khổ quá. Mình lên mình nhìn thấy mình không dám ngồi, thì nó cứ bảo thầy cứ ngồi đi, khổ. Mình thành ra mình lên nó ngồi, cái phân lợn nó còn dính ở trên cái gác bác ra cái gì xe, cái gọi là cái gì đấy, không nó yên cái đằng sau là cái gì đấy hả, đấy hình như gác bác ra hay sao ấy, cái xe 81 ấy cũng ngày xưa mà đấy, xe đi phân lợn. Thế mình cứ chần chừ, mình không dám lên, mà mình không dám nói là có phân. Xong rồi chú cứ bảo lên ngồi, mình cứ chần chừ đó vài giây, em chú bảo à thế cho xin nhà chùa đợi tôi một tí, tôi chạy vào mượn cái rẻ. Xong nó lau đi, mình trèo lên ngồi. Ngồi xong về thì về tới nhà mà cái là chưa kịp thay quần áo, chạy ngay vào bếp hỏi bà Tuyết. Bà Tuyết đâu rồi? Gọi bà ra. Tôi bảo bà nhận lễ nhà người ta thế nào mà để người ta chửi tôi suốt cái chiều đấy. Bà Tuyết bảo, ô thầy con có biết cái gì đâu. Thế bảo cái lễ như người ta để đâu mà người ta bảo bà, người ta bảo là chùa, ông này người nhận lễ người ta người ta chửi tôi. Bà bảo, tôi không biết. Thế là chú lái xe ôm chú bảo à cái lễ thầy lễ thì hình như cái bà cụ vừa ra đón ấy, bà mang lên trên chùa rồi. Bà lên xem. Thế là tôi gọi bà Tuyết đi lên xem, gọi cả chú đi xem nữa. Thế lên xem, tôi tưởng lễ nó to lắm, nó mới chửi mình nhiều như thế. Không nói thật. À, hôm nay thì tâm sự với các Phật tử, chúng cái đời nhà sư nó thế. Lên thì bảo bà Tuyết đi theo nha, bảo cái chú xe ôm đi theo để làm chứng. À thì lên đó thì trên ban ấy, thì có một cái lễ thật. 3 quả cau, 3 lá trầu và 5.000 đồng. Năm 2003, 5.000 đồng, cái tờ 5.000 đồng xanh nhé, đúng 5.000 đồng, nói không sai một chút nào. 3 quả cau, 3 lá trầu, 5.000 đồng với lại nó chắc khoảng độ gần một cái cân cam 5 quả. Cái cam thì không phải cam to cam ngon đâu nhá, cam mà người ta bán ở cái chợ làng ấy, nó héo héo ấy, nó héo héo chứ không phải cam ngon đâu. À, tôi mới bảo bà Tuyết tất cả cái lễ này bà cho lấy túi bóng gửi chú xe ôm mang về cho gia đình, thầy không dám tiêu đâu, mà Phật cũng không dám nhận đâu, thầy cũng không cho ai ở trong chùa này ăn cái lễ này đâu, vì chắc ăn là nghẹn mà chết nữa. Thế là mang về, bảo chú ấy thôi mang về cho gia đình, bảo nhà chùa không dám nhận cái lễ này, nhà chùa đi lễ cho thôi, tạo phúc gọi là giao duyên thôi, vì nhà chùa lỡ hẹn cho nên không dám nhận. Thế là chú ấy mang về thì sáng hôm sau lại thấy chú ấy mang cái lễ đấy ra, và nói ra thì lúc đấy thầy vẫn ở nhà, bảo là thầy đang chuẩn bị đi học, mang sớm lắm, mang từ khi mà mới sáng tí, khoảng tôi nghĩ khoảng trên 6 giờ tí thôi, đang chuẩn bị đi học, đang dắt xe chuẩn bị đi học, thế người ta bảo mang lễ ra. Thế là người ta bảo rằng cái chú xe ôm bảo là cái gia đình nhà ông người chủ cũng hôm qua bảo
lễ đã dâng Phật rồi thì không mang về nữa, cho nhà chùa cứ dùng đi. Thế tôi thì mình thì hôm qua thì vẫn đau cho nên bảo là nhất định không nhận, bảo người ta mang về. Nên chú xe ôm chú bảo là không, nhà chủ bảo mang ra để đây không được mang về. Mang về thì làm gì, làm gia đình họ tổn phúc thì không có phúc, không được phúc này đấy khác. Lễ là cúng Phật rồi không được mang về nhà. Thế mình thì cũng nhất định là gì, không, tôi không dùng mà tôi cũng không tiêu. Thế bảo bà Tuyết là mang treo ở dưới cái cửa ra vào, kệ treo đến mấy hôm sau nó tối đem bỏ cả cái lễ cùng cái tờ 5.000 cũng bỏ đâu không chả biết. Cho đến hôm nay chắc chắn tôi chưa tiêu cái đồng tiền đấy. Đấy, bắt đầu từ ngày đấy. Cho nên đi cúng này không có nhận tiền nữa. Tức là không nhận tiền ở tại gia đình Phật tử nữa, không có nhận. Và tất cả sau này các đệ tử của thầy đi cúng không cho nhận tiền. Vì cũng có nhiều câu chuyện nó kiểu như thế, nó kiểu như vậy. Mà các thầy ngày xưa dạy học chúng tôi cũng có kể một vài câu chuyện nó tương tự như vậy. Đi cúng đến thì người thì vợ thì tín nhưng mà chồng thì không tin, hoặc là bố mẹ tin nhưng con cái thì là bất tín, hoặc là ngược lại. Cho nên người ta coi sư đến nhà người ta làm lễ như là gì, ông thầy cúng đi làm thuê, ông đến cúng như là tôi, xong tôi lễ tạ ông 500, 1 triệu hết nợ. Tôi đi làm ở ngoài công nhân đấy làm thuê ngày có 500, tôi cúng ông hàng triệu gì đó. Xong coi như gì, chẳng tình nghĩa gì cả, chẳng thầy trò gì cả, chẳng Phật pháp tam bảo gì cả. Ông đến cúng cho tôi trả công ông. Xong. Cho nên thầy từ ngày đó nó xuất phát từ cái câu chuyện đi cúng ấy, và từ ngày đó là gần như là không đi cúng nữa. Trừ trường hợp nào gia đình gọi là ngoại giao đặc biệt thì đến cúng mà cũng không nhận tiền. Bây giờ các Phật sư bây giờ cũng không cho nhận tiền. Không biết các vị có ai mà dúi cho đệ tử thầy vài đồng, có mà đệ tử thầy mà nhận tiền để báo cho thầy. Thầy nói thật đấy, các sư cô Bích thì cũng có nhận tiền không? Hôm nay mà tiện đây hỏi luôn cô Phúc có nhận không? Không hả? Ai mà nhận thầy mà biết được thì chết. Chủ trì mà không cho nhận mà còn nhận thế là có gì ạ? Có ý đồ riêng nên là phải xử lý chứ không thể để thế được, ảnh hưởng trong chúng. Thì trong chúng có người làm việc này, người làm việc nọ, người làm việc kia. Có thầy thì thầy phân cho đi cúng để giao duyên với các Phật tử, để trợ duyên cho họ, làm cái phương tiện cho họ vào đạo tràng, để họ biết tu tập, biết quy tâm bảo với hướng Phật lâu dài về sau. Đấy là giao duyên. Chứ có những người ở nhà làm công việc chấp tác, chấp lao phục dịch ở nhà thì mới thành việc của đại chúng được chứ. Đó, cho nên đến chùa các Phật tử lần sau đừng có cái gì cũng chỉ có đi tìm mấy sư cô đi cúng cho nhà mình thôi nhé. Còn các sư ông, các sư cô ở nhà làm việc chúng thì sao? Đã có cúng thì phải cúng gì ạ? Tất cả, mà không có cúng thì thôi. Thì không được gấm rúi cho một người để sống với chúng lại như thế. Thì nó phải cái thể của tăng đoàn mà thanh tịnh. Thì ví dụ cúng thế nào là cúng tất cả? Tức là chúng ta cúng, ví dụ chúng ta có 1 triệu, phải 500, muốn cúng giảng tam bảo thì đấy cứ đem lên cúng giảng tam bảo để các thầy làm việc Phật sự. Đấy là việc chung cho tất cả. Nếu 500 ấy chúng ta đem cúng một sư ông hay một sư cô đấy làm lễ cho mình giấm rúi thế cho người ta, dần dần các vị thì làm hỏng các sư của thầy, hỏng các đệ tử của thầy. Cho nên các Phật tử chúng ta, thầy đã quy định rồi, mà những vị nào ở với thầy thì họ đã chấp nhận quy định ấy, thế thì đừng có làm hư các sư, các đệ tử của thầy. Thế tiện đây cũng nói luôn như thế, kể cả thầy đi thì không có nhận đâu, không nhận. Đấy, đấy cũng là cái nhân duyên từ đó cho nên thì thầy mới hướng sang Hoằng Pháp ấy. Không có bây giờ chắc là thầy thành ông thầy cúng, giống như nhìn như ông sư khác. Chính vì cái lần người ta chửi thầy đấy cho nên thì thầy không đi cúng nữa. Để chú tâm vào tu tập. Từ cái chỗ tu tập đó mới phát triển thầy thì thành đi giảng kinh, học kinh và giảng kinh của Hoằng Pháp. Cho nên bây giờ mới thành ông sư như thế này. Không có thì bây giờ thành ông sư thầy cúng. Và thầy cũng mong rằng các sư thì thầy nhiều cho ông sư đi giảng pháp hơn là nhiều ông sư làm ông thầy cúng. Các đệ tử cũng đặc biệt là các đệ tử của thầy.